làm quá. Thường thì hợp tan đều có nguồn có sự.
chị ấy bỏ anh không một chút lưỡng lự, là do tình nghĩa, chỉ biết bằng chữ mà thôi. Tình cảm giữa hai người chẳng đủ để thành đôi, một người cố say, còn một người cố pha. Sự việc xảy ra đã nói lên tất cả. Anh còn cố chấp hay thực sự anh vẫn chưa tin? Kỳ nhục. Anh Minh, em yêu anh chân thành, không phải cầu xin. Tâm em hồn yên tình anh trong sáng, muốn đến bên anh vì đồng cảnh đồng cảm. Nếu anh hiểu tình em thì hạnh phúc đâu có xa xôi. Bông hoa kia nay đã tàn rồi, nhưng còn bông nụ sẽ đến hồi tỏa. Anh đi. Anh hiểu. Anh có suy tư vì thương thầy thương ung, xót cho cánh diều kia đang lạc quay trong gió. Anh Minh, em cảm phục tấm lòng của anh. Thầy mất, anh thờ thầy nuôi u suốt mấy năm qua. Đúng. Anh Minh, Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thảo biết tội rồi, thần tiên biết tội rồi.
Thank you.